Hôm nay mình mời quý vị đi đến thăm một cái làng gọi là Willemberg. Hồi xưa đó là 1632, người Anh đã đến đây và họ lập một cái ngôi làng này cho tới thời điểm này là được 391 năm. Thì khi họ lập đó, thì họ đặt cái tên là Middelbartisan. Sau 1698 họ giao lại cho chính quyền của Việt Sinha thì nó lại đổi tên là Willemberg. Mà hồi xưa đó, mấy trăm năm trước mà người Anh đến đây đó, họ rất là văn minh. 300 mấy năm trước mà họ cũng văn minh quá, họ lập một cái ngôi làng rất là đẹp, nhà thờ gì cũng đủ đó. Bà ngồi là cho mình chụp hình mà, nhạc của Thu phải không? Đây nè, cờ Mỹ, cờ Anh gì cũng có hết luôn. Quá đẹp. Thank you. Đây đây, vô đây. Đây, đây là cái đường của Thu. Nhà của Thu luôn á. Đây là thuộc địa của anh này. Chụp chưa? À, ở đây là cái cửa hàng bán giống như Việt Nam mình bán tạp hóa, bán đủ thứ đó. Mà cái cửa hàng đó nó là do cái ông John Trinsel này ổng đây. Nhưng mà cái này dường như là 200 mấy chục năm đây. Từ năm 1787 tới bây giờ đó. Cái nhà này 1755. 1787 1787. Ừ. Tức là hồi lúc mà nó làm phân nửa này là của năm 1755 cho tới hoàn tất là 1787. Ở đây là những cái nhà này nó có nhiều kỳ 2-3 thế kỷ về trước, có nhiều cái nhà trên 300 năm mà họ vẫn giữ vậy. Anh em dòm coi ở trên nó là rong rêu phong như vậy đó, nhưng người ta vẫn giữ lại được những cái cổ truyền của người ta. Ta vẫn giữ đó. Mấy năm quá, được bao nhiêu năm? Quên luôn, 300 năm. 400 năm. Gần 400 năm. Gần 400 năm rồi. You should only cover it. Yeah. And then I can find it. Này là ngôi làng cổ của người Anh khi họ tới đây, khi họ mà vô thuyền từ ở bên Âu Châu mà họ đi qua đây đó, họ đi ngoài biển Đại Tây Dương họ qua rồi họ gặp ở vùng này, thì họ vô đây họ lập một cái làng này gọi là Willemberg. Willemberg làng của người Anh lập. Chính ông hoàng tử Sạc là cái hoàng tử của Anh cũng có học ở tại trường Willemberg này. Sống vậy đó. Mấy người đó là mấy người đang làm việc tốn tiền không đó chị? Mời nó đóng phim đó. Rồi cây này cái gì ngộ vậy? Cây này như là vỏ đế vậy đó. Mà nó có bông nè. Hả? Bông này bông gì? Cỏ gì? Phải cỏ này nha. Clip đủ màu hết, đủ clip màu héo rồi. Nhưng mà vẫn còn có những cái tươi héo rồi. Trong đây. Clip héo. Cô có mình đứt cô có qua Hòa Lan coi nữa. Không đi lần nào cô không có tháng đó. Thằng nhỏ đóng phim luôn hả? Mỹ mà đi chơi con khóc là chuyện bình thường à. Dạ, em chụp cho chị nè. Chị đứng chung đi. Phim này là sẽ dành cho cô đó.
Ừ, cô là tài tử chứ. Ừ, diễn viên chánh, diễn viên chánh. Cái này nắng đẹp đi ngắm hoa. Năm nay nó mướn có mình cái bà đó ngồi cho mình chụp hình là mấy cô đầm năm nay không có. Dạ. Năm nay vậy là mừng rồi. Hai năm trước thì đó, cái này cũng là mướn đứng đó. Chứ không có ai mà. Dạ, nó mướn đứng. 1808. Đó là nhà thờ. Chỗ mà nó để người ta lại nó còng mà nó còng nó trói người ta đó cây đó trước như vậy rồi cũng đỡ nhân minh lại đó bây giờ đó là vẫn còn cái năm chỗ mà 260 năm 70 năm đó nhân minh lớn rồi. Đó bên kia đối diện là cái chỗ này cũng như là tòa án gì á, khi mà bị xét xử gì là tội đó ha, tội đen rồi tội đi ra đó. Đó. Cái lỗ đó, đó. Đó có đầm đứng bên kia đó, kìa. Bây giờ vẫn còn có những người mà người ta ăn mặc cái y phục giống như người ta tiền sử vậy. Cái chú lính mà hồi xưa nó khi mà lập quốc đây đó thì họ ăn mặc quốc phục theo cái kiểu nhà binh của hoàng gia Anh Quốc đó. Chẳng hạn như anh kia đó là một cái người mà làm việc sau khi cởi cái bộ sắc phục lính ra rồi đó thì vẫn bộ đồ là mà lạnh, bởi vì trời ở đây miền Bắc rất là lạnh, do đó cho nên nó họ mặc đồ vàng, họ xong thì họ ra lấy củi đó để họ sửa ấm. Để khoan trời chú trời, cái này là quay đó nha. Giật mình bị xử tử, xử tử. Nè nó đúng đầu vô dừa kìa. Đẹp ghê không? Trời, trời đang mưa á, đẹp hết, đẹp cái điện thoại mình không có gì bị vô nước. À, đẹp hết sức luôn. Mưa lớn rồi đó. Đi thẳng rồi đó. Ừ, mưa ta mưa tiếp tục rồi. Mưa mưa nhiễu hột lớn nè. Ừ, đưa. Anh Hiệp. Lấy hả, bịch xà bông bỏ xe luôn. Lấy bịch xà bông bỏ xe luôn. Nói lại. Ok, bây giờ đó, đây là những cái hầm hồi cách 300 năm về trước khi người ta cất nhà đó, đều có làm cái hầm xuống này để tránh mưa bão. Thì cái cửa hầm và cửa hầm hồi xưa thì chưa có bơm, thành thử ra là có bê xi măng ở dưới để mưa bão nó từ trên trên nè, nó có cái cửa sổ của bê xi măng nè. Con dơm ra nữa. Hồi đời xưa đó là người ta vô đây á là người ta chỉ sợ cái bệnh dịch thôi, chứ không hồi đó đâu có chiến tranh.
chiến tranh nó bắn con viên đạn nó bùng rồi vậy thôi. Những cái ngôi nhà hồi xưa nè, nó cũng có đường hẻm nè. Trời, nó cũng có đường hẻm nhà này qua nhà kia. Đây là cái nhà cửa hồi ngày xưa đó, bây giờ nó không có còn để cho người ta vô coi theo cái. Cái này là khách sạn màu xanh Palatin, thấy không? Lâu rồi. Có nhiều lắm chị. Ở đằng này cũng có nữa chị. Dạ có. Có. Ra đầu đường này có. À, hồi xưa mấy vậy rồi. Thùng này là thùng rác nè, đi dục hết. Đi Nam là đi dục hết. Ít quá trời. Quá chất hết chị. Bây giờ chị mua đi đi. Chị mua đi đi. Cái này nhà thờ phải không? Cái này nhà thờ. Ở đây là cái nhà của cái ông đó là như là quân cử vậy đó. Ở đây là toàn quyền đó. Ông toàn quyền ở đó. Thầy sao? Thầy xưa thì những đồ đạc quần áo của nó vẫn còn đó, một vài trình bày. Là những cái súng là hồi 300 năm về trước, 400 năm về trước. Street Razor. So in the British Army and the Continental Army, you're allowed to help giống người ta theo họ cạo râu giống như là Việt Nam mình. Buổi này là để dành trời mà lúc mà trời lạnh trời tuyết giá lạnh thì họ đốt buổi này.